cho đến bây giờ vẫn chỉ là dấu hiệu. Thế còn lời khai và chứng cứ vật chất thì sao? Sau khi nhận tiền từ tiệm vàng Kim Toái, tôi có mang phần tiền tới nhà riêng của ông ta. Tổng cộng là 2 lần. Một lần đựng trong thùng hoa quả nhập khẩu, lần nữa đựng trong thùng rượu vang. Số tiền là tự anh mang đến hay có sự thỏa thuận từ trước? Dạ, tôi có ăn được một mình đâu ạ. Đều có sự thỏa thuận, chia chác cả đấy ạ. Vợ anh nói anh có ghi âm để phòng thân mỗi khi đến gặp ông Kiên. Vậy dữ liệu để làm bằng chứng đâu? Tôi mù muội quá. Tôi đã tiêu hủy nó rồi. Với lại ông ta cũng quỷ quyệt lắm, biết được tôi đã ghi âm nên những lần tiếp xúc ông ta không nói cụ thể, nên ông ta chỉ nói nhỏ vào tai những lúc bất ngờ nhất mà tôi chưa có sự chuẩn bị. À, còn một lần nữa, sau khi Khải Tuấn bị bắt, tôi cảm giác hướng điều tra về phía tôi, nên tôi cầm tiền đến phòng làm việc của ông ta, mong được sự giúp đỡ. Có ai biết việc này không? Dạ không. Tội phạm luôn biết tận dụng điểm yếu của nền kinh tế, luôn phụ thuộc vào tiền mặt, qua đó che giấu hành vi phạm tội của mình. Cái đó cũng là cái vướng của chúng tôi ạ. Chẳng lẽ trách nhiệm của người đứng đầu chỉ dừng lại ở mức độ dấu hiệu nhận tiền, sau đó chỉ phải chịu trách nhiệm xử lý hành chính thôi sao? Báo cáo anh là thực tế cuộc sống hiện nay rất nhiều việc xảy ra như thế ạ. Nếu như chúng ta không có đầy đủ chứng cứ về hành vi nhận tiền và không có điều tra được rõ cái vụ lợi thì việc xử lý của chúng ta sẽ rất non ạ. Tôi, anh và các điều tra viên thiện chiến cũng chịu thua sao? Báo cáo anh là các điều tra viên đang nỗ lực ngày đêm để phá án. Trước đây thì chúng ta còn hơi vướng mắc một chút, bởi vì ông Kiên thuộc diện quản lý của tỉnh ủy. Bây giờ đã được sự đồng ý và cho phép của lãnh đạo tỉnh thì việc phá án sẽ thuận lợi hơn. Chúng ta sẽ kết hợp đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ, thì tôi tin là vụ án sớm có kết quả anh ạ. Phải quyết liệt và triệt để hơn nữa. Việc bắt Khải Tuấn ở Đông Bình, sau đó là làm rõ những sai phạm của CDC sớm nhất, nhưng mở rộng điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Trong khi các địa phương khác, người ta làm quyết liệt, làm khẩn trương, người ta có kết quả báo cáo về cục, về bộ. Tôi hỏi cậu, trong việc này thì liệu dư luận có đặt ra một câu hỏi là có bưng bít, có bao che gì ở đây không? Phòng cảnh sát kinh tế của các cậu ôm toàn án lớn nhạy cảm mà làm chưa đâu vào đâu cả. Chưa tìm được ra kẻ chống lưng bảo kê cho việc buôn lậu của Thịnh Đầu Bạc thì đã rẽ sang điện thoại di động. Ngay cả vụ sinh phẩm KT nữa, giám đốc vừa chất vấn tôi về việc ấy đấy. Em cũng đã trao đổi vấn đề này với đội 3 và anh em vẫn đấu tranh quyết liệt. Bước đầu đã thu được một số kết quả cho thấy có dấu hiệu phạm tội. Thế nhưng mà nói thật với anh là rất khó, bởi vì giám đốc Sở Y tế lại là tỉnh ủy viên. Cứ là tỉnh ủy viên thì chúng ta chùn bước à? Báo cáo anh, em xin hứa là trong thời gian tới em sẽ thụ lý. Thôi, làm ngay làm luôn, không có tới lui gì cả. Khó khăn ở đâu cậu báo cáo về đây cho tôi. Cậu đi về, triển khai luôn.